Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Lào Cai. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Lào Cai lớp 3 gồm 8 chủ đề, danh lam thắng cảnh, phong tục, tập quán, du lịch, môi trường, hoạt động nhân đạo, hoạt động trao đổi hàng hóa ở tỉnh, nghệ nhân ưu tú ở tỉnh Lào Cai và một số nhà giáo tiêu biểu ở tỉnh Lào Cai. Theo chương trình Giáo dục Phổ thông 2018, giáo dục địa phương trở thành các tiết học chính khóa, có giáo trình, bài soạn cụ thể, Ngoài tài liệu chung, giáo viên còn tích cực sưu tầm, nghiên cứu tài liệu hay có những cách làm phù hợp. Với tài liệu này, học sinh lớp 3 được hình thành, phát triển các phẩm chất, năng lực cần thiết thêm yêu quê hương Lào Cai.